Rồi, hai xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Tải Online. Hiện tại mình đang có mặt tại công ty ô tô Hoàng Long ở chi nhánh quận 12. Thì bên cạnh mình lúc này đó là một xe vừa về thị trường Việt Nam cách đây cũng không lâu thôi, khoảng đầu năm 2020. Mẫu xe này đó chính là mẫu xe Isuzu Giga hoàn toàn mới với cấu hình là 390 mã lực đi kèm số ZF 16 cấp. Thì mời các bạn cùng mình đến với video này để xem mẫu xe này có gì đặc biệt và có gì nổi trội so với các sản phẩm trong phân khúc. Rồi. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái phần mà có vẻ là hầm hố và ăn tiền nhất cái mẫu xe này, đó chính là cái phần mặt phía trước, mặt ca lăng. Như các bạn thấy thì cái mẫu xe này có một cái phần mặt ca lăng rất là to và dài, nó to như cái này thì giúp cho mẫu xe rất là hầm hố và chắc chắn. So đi với đó, một cái option đó là một phần mạ chrome, một cái phần ốp chrome này theo cái phong cách rất là Nhật Bản, cho mẫu xe rất là hầm hố và tinh tế. Chúng ta sẽ có tổng cộng là ba hanh được chia làm hai phần. Đây là cái phần mặt ca lăng để mở ra, các bạn thấy thì rất là hầm hố. Phía trên chúng ta sẽ có dòng chữ là Giga, cái dòng xe hạng nặng của Isuzu, phía giữa là Isuzu, cái logo Isuzu. Bên đây là cái model của xe. Rồi đi xuống phía đó thì chúng ta sẽ có một cái cản giống với cái phần mặt nạ trên, thì cản nó cũng rất là to và chắc nịch, rất là cơ bắp. Đó, chúng ta sẽ có một cái phần đây để mình bước lên để mình vệ sinh cái phần kính xe với cái ốp chrome rất đẹp. Phần cản này là cản bằng thép nha các bạn. Phía dưới chúng ta sẽ có thêm một cái phần nẹp rất là chắc chắn, và phía bên trong chúng ta sẽ có thêm một cái hanh thép này bao chạy cho thị trường Việt Nam. Điều đó chúng ta sẽ có bộ đèn pha được chia làm hai phần, với đèn phần trên là phần chiếu sáng pha code, phía dưới chúng ta sẽ có đèn sương mù và đèn xi nhan. Cái phần đèn này cũng được ốp chrome luôn các bạn, rất là chất chơi. Mời các bạn cùng xem lại cái tổng quan của cái mẫu xe này để thấy được cái độ hầm hố và độ chắc nịch của mẫu xe này. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp với phần bên cửa đi. Đây, chúng ta sẽ có cái phần cửa, nó hài hòa với phần mặt trước. Đây, cái phần ốp của cái vè xe rất là to, rất hợp với mẫu xe. Đây là có dòng Giga và cái model xe giống như phần trước thôi. Về cái phần hệ thống gương của xe đi, chúng ta sẽ có một cái hệ thống gương theo hơi hướng châu Âu. Nó sẽ là một cái, nó không tách ra mà nó gom lại thành một cụm, nhìn xe rất là nuột nà và khí đồng học. Thấy thì xe này rất là cao, mình đứng thì chưa tới được tay nắm cửa. Thấy một xe rất là cao. Trên đây chúng ta sẽ có một cái gương cặp hông xe giúp bạn có thể thấy được phần hông xe nó có những gì, tránh hạn chế đi mù. Và gương mo phía trên đây rất là cơ bản thôi. Rồi đây chúng ta sẽ có cái tay nắm cửa dạng dọc, mình rất thích. Do xe để lâu nên chưa có bơm mở, nên về bơm mở nó sẽ êm ngay các bạn. Đấy, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 bậc để bước chân lên, và cái biên giãn nó rất cao nha các bạn. Tính trên đây thì có thể là 4 bậc luôn. Mình thấy vị trí ngồi rất là cao. Và đây là cái phần kính chắn gió của xe, và phần phía trên cái mặt ca lăng thì chúng ta sẽ có
tổng cộng là 3 gạt mưa. Đối với dòng tải nặng và tải nhẹ Isuzu thì nó được phân chia như thế này. Dòng nhẹ thì 2 gạt mưa, dòng nặng thì sẽ là 3 gạt mưa. Với kính chắn gió thì nó không quá to nhưng mà cũng đủ để quan sát vì xe này có tầm cái vị trí ngồi rất là cao. Phía trên ta sẽ có một cái tấm chắn nắng với hai cái đèn LED nhỏ đề mi phía trên, nhìn cho mẫu xe rất là đẹp. Và đi vào đây mình sẽ nói về cái phần mặt lưng nha. Mặt lưng xe thì được với dập nổi với cái đường gân và cái phần giường nó được lồi ra thì giúp tăng cái diện tích giường đến xe. Đây là cái phần và đây là cái boe của xe được làm âm vô cái phần cabin giúp cho mẫu xe liền lạc hơn. Treo cabin của mẫu này là bằng hơi hết các bạn, full hơi, hai bột trước hai bột sau luôn. Theo thì sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về phần bên hông của mẫu xe này. Bên hông này là bên hông bên phụ. Thì đầu tiên chúng ta đầu mắt chúng ta đó là một cái bô xả này. Theo tiêu chuẩn khí thải mới nên cái phần bô xả được làm rất là đẹp, to với các bộ xúc tác khí xả bên trong. Thì do là xe mới về nên được có một cái lớp bảo vệ, đó là lớp bảo vệ cái bô này. Khi mình mua về mình có thể tháo ra. Đây, có thấy thì logo Isuzu nhập nổi ở đây. Với cái đường gân cách điệu rất là đẹp. Với cái dòng chữ cảnh báo thì cái bề mặt này có rất là nóng khi xe vận hành. Rồi, phía trên thì chúng ta sẽ có cái bô này được bắt vào xe với một cái khung giữ chắc chắn, thép rất là dày. Phía trên này nó có cái sàn để mình thao tác trên xe. Sàn này thì được thiết kế theo kiểu đục lỗ và dập tôn thì sẽ giúp cho mình thao tác trên đây nó được chắc chắn hơn, không bị trượt. Rồi, phía dưới chúng ta sẽ có cái phần nói trước đi là cái phần bình hơi lọc bình điện của xe thì đã được đóng kín lại rồi nên mình cũng không tiện mở ra. Phía dưới chúng ta sẽ có cái bát để giúp mình có thể bước lên và mình thao tác trên đây. Đây chúng ta sẽ có là hai bình hơi bằng nhôm rất là chắc chắn và bóng loáng đẹp. Phía sau chúng ta sẽ có bình xúc tác khí xả, bình ure thì theo mình biết là mẫu xe này là Euro 5. Đây chúng ta sẽ có cái bình này với các chi tiết dây điện rồi đó, rất là gọn. Và đi tiếp theo đây chúng ta sẽ có cái phần vè xe này thì được thiết kế theo kiểu châu Âu nên cái phần vè rất là to và bằng nhựa. Và cái phần vè này rất là linh động mà chúng ta có thể tháo ra luôn, nhưng mà đây mình không tiện tháo ra. Như là cái giật hai cái chốt này, phía sau hai chốt này chúng ta có thể tháo luôn cái vè ra. Và sẵn tiện nói với vè, chúng ta đi xuống về phần mâm lớp. Thì đây chúng ta có một cái bộ mâm lớp của thương hiệu Châu Giang, có với cái biểu tượng hình mặt trời này, với kích thước là 315/80 R22.5. Đây là lớp không ruột, rất là to, chắc chắn. Mời các bạn đi về phần cái cầu xe bên trong. Chúng ta thấy đây là phần ụ cầu phía sau, đi cùng với đó vàng 10 tắc kê rất là chất lượng. Tắc kê nhìn có vẻ rất là chắc chắn, rất là đẹp. Mâm là mâm thép bình thường thôi, sơn bạc nhưng cũng rất là đẹp rồi. Đây là cái phần vè. Các bạn thấy thì nó sẽ giữ lại nước mưa, tránh cho bị bắn ra ngoài khi mà trời mưa, đảm bảo an toàn cho các tài xế xe máy đi ngang qua thì không có bị nước mưa bắn vô. Đây là cái khung giữ hai cái vè lại. Thì đó chúng ta sẽ có mâm kéo gió là phi 50 đó. Và phi 50 mâm kéo gió thì quá nổi tiếng rồi. Tiếp theo đó mình sẽ nói về phần hông bên phía bên tài. Như bạn thấy thì phần hông bên tài thì nó được chiếm một phần lớn diện tích, đó là cái bầu bình dầu này. Theo thông số thì bình dầu này là tới dầu nhôm 600 lít, rất là dư dùng ở tại thị trường Việt Nam để chạy cạn, chạy trung chuyển gần, nó rất là dư. Phía trên chúng ta sẽ có cái phần gắn lớp dự phòng. Thì theo bạn thấy thì cái phần nhìn tương đối thì cái phần sexy này là phiên bản dài, nó dài rất là dài nên cái việc mà gắn thêm một cái lớp dự phòng đây thì nó rất là thoải mái. Đó, cho bạn thấy một phần bên hông xe. Đi vào đó chúng ta sẽ có cái phần về trước đây rất là chắc chắn. Và có một chi tiết rất hay ở đây, đây là phần giữ lại nước mưa. Phần giữ này thì giúp cho khi mà xe chạy lúc trời mưa
Trên đường thì lưu thông thì sẽ có rất nhiều xe máy nên là nó hạn chế cái nước mưa bắn ra phía ngoài xe máy, rất là nguy hiểm. Đây là một chi tiết tuy là nhỏ nhưng cũng rất là đáng xây cho thấy sự tinh tế và trau chuốt của hãng xe. Đây là cái phần cabin bằng điện, đây có motor lật. Đây là mình sẽ nói sơ qua các phần số đây. Đây là số ZF16, số 2 tầng, cửa bỏ, số rất là to. Đây là các phần động cơ Isuzu 6 UZ. Đây là động cơ Isuzu 6 UZ1 với công suất là 390 mã lực, rất là dư dùng ở thị trường Việt Nam. Khả năng kéo rất là tốt. Để giới thiệu về cái phần đuôi xe cho các bạn. Tiếp theo là về cái phần đuôi xe. Như các bạn thấy thì phần đây là cái phần vè của xe. Nó được bắt vô cái chassis bằng một cái thanh thép rất là to đây. Phi nó hình đón thì cũng khoảng 30-40 vậy đó, rất là to. Đi cùng với cái vè đó là cái bộ đèn hậu. Nó thì so với tổng thể xe thì nó hơi nhỏ nhưng mà cũng đủ khả năng chiếu sáng rồi. Đây có cơ bản là 3 bóng. Bóng xi nhan, bóng đèn hậu và đèn da. Thì phía dưới chúng ta sẽ có cái phần vè nói thêm với logo Isuzu rất là to đây, rất đẹp. Và đi vào phía giữa là chúng ta nhìn thấy sao? Phía giữa thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống phanh lốc kê khí nén hai dòng với kiểu lốc kê bầu phanh lốc kê là kiểu ốc rút. Phía trên đó thì chúng ta sẽ có cái bầu hơi, một cái bình hơi bằng nhôm đấy các bạn, được gắn vào phần đuôi xe. Thì cái kiểu này thì mình liên tưởng với cái mẫu xe châu Âu thì nó sử dụng treo bằng nguồn hơi đó, thì hay có cái bình hơi nhỏ nhỏ phía sau này đó. Thì về ở đây chúng ta có thể thấy được cái phần nhíp của xe. Do cái phần xe này sử dụng cái nhíp mà do sử dụng cái vè to này nên chúng ta không có nhìn được cái phần nhíp bên hông. Chúng ta nhìn đây thì chúng ta sẽ có tất cả là 10 lá nhíp. Rất là dày. Một cấu hình đó là vừa đủ ở tại thị trường Việt Nam này. Đi cùng với đó là chúng ta lên đây. Để đến đây phần cầu của xe. Đây là cầu Wingling Motor. Thương hiệu Isuzu. Thương hiệu Isuzu. Isuzu Trùng Khánh. Đây là cái phần cầu xe với tỷ số truyền là 3.9, thuộc loại cầu chung, không quá nhanh cũng không quá chậm. Đây là giò gà giữa cầu, giò gà đơn đấy các bạn. Cái phần chassis này thì khá là dày với là hai lớp luôn các bạn, chassis kép hai lớp. Đây là phần cái nối giữa hai phần đuôi. Đây chúng ta sẽ có cái đèn soi biển số và cái bát giữ biển số. Cuối cùng là đây là cái đèn hậu tăng cường, cái nhỏ xinh này. Thì bên cạnh việc cái chassis này dài giúp chúng ta có thể, bên cạnh cái việc mẫu xe này được trang bị chassis dài, chúng ta có thể kéo được ra đa dạng cái chiều dài của cái rơ móc. Thì theo mình đoán thì này có thể kéo được tới rơ móc 53 hoặc 50. Tuy nhiên thì có một điểm chưa tốt lắm, đó là một điểm hơi bất tiện xí, đó là cái phần chassis này được đặt nó hơi cao so với cái mẫu xe trên thị trường. Và cái góc khoát, góc để ủi móc lên thì nó hơi dốc, thì nó sẽ làm khó khăn trong việc mình ra vào móc thường xuyên. Nhưng đối với cái bác tài mà chạy công lạnh thì việc một xe một móc thì cái chuyện đó là không thành vấn đề. Mẫu xe này vẫn rất là tốt, vẫn rất là phù hợp tại thị trường Việt Nam.